Chào anh em ha. Hôm nay là một buổi chiều cuộc tối gió lộng, khá đẹp trời. À, cha con mình nhủ nhau đi bách hóa xanh. Bách hóa xanh thì đó giờ cũng chưa đi ra, bây giờ đi siêu thị thôi, xanh thì chưa biết. Đây ngủ hai đứa nhỏ trước có anh với Lũng, nay thêm một đồng bọn nữa. Đây hai đứa nhỏ này nó lên đồ hết rồi, chuẩn bị đi bách hóa xanh đây. Xin lỗi, nó nguy hiểm rồi. Cha con của mình đang lên trên đường đi tới tiệm bách hóa xanh, gần tới rồi. Bách hóa xanh trên đường đằng kia. Đó. Đó, sắp tới rồi. Kìa. À ha, tới rồi. Tới rồi. Chú Nguyên ở lúc đằng kia. Chào mình tới tiệm bách hóa xanh rồi, giờ đủ vô thôi. Vô. Đi. Còn rất nhiều sản phẩm giá tốt, giá sốc, bán ưu đãi tại Bách Hóa Xanh. Hãy đến Bách Hóa Xanh. Cái gì ta? Tùm lum mình đi hết vòng đi, rồi mình kiếm. Quá trời bánh luôn. Mình đi vòng vòng một vòng đi. Tả hả? Đứa nào mua tả không? Không, con đâu còn lại bé đi đâu mà. Ờ, sữa. Không luôn. Ủa mình mua mình không có cầm đồ hả ta? Chỗ cổng nè, đi lại đây coi cái cổng, lấy cái vỏ đi. Mua gì đâu? Mua gì? Hả? À. Đi gần gần lấy vỏ, đi gần gần luôn trời. Mình đi bên kia đi, hả? À, vòng này đi rồi, đi mỗi cái mẫu vòng mình đi một quận. Đây nè. Ừ. Biết mua gì vậy trời? Mua sữa đi. Mua bánh. Coi cái nào ăn được mua lũng. Một vòng, hai vòng. Qua đây. Nó là chạy đến răng không à? Đi. Hình như đây không có bán đồ ăn luôn rồi. Vậy mua nho nè. Nho này nhiêu hộp? Ăn nho không? Nho đó. Nó bánh gì vậy? Ba. À, anh này ở dưới quê bác 25.000 một hộp. Ăn không? Anh cầm mà không mua gì chứ, hồi nó đủ về đó. Hai hộp hả? Rồi vô. Không mua gì chứ ta. Chén bát bên kia toàn là chén không à. À bên đây chén. Tấm thớt, đồ nướng. Qua đây là đúng rồi. Thôi là chén. Đây thì ly, dĩa. Bên đây là nồi cơm. Nồi cơm.
Hả? Dưa chảo. Mua nho ăn nho không? Này là gì? Gì ta? Nha đam à? Tính nằm chai không biết. Nè, đứa nhỏ nó ghiêng nặng quá. Nãy giờ trong lừa. Đây nè, đưa nước vào đây. Chơi thử hộp nước táo. Nghe tính tiền nha. Đi, nè. Thì, nãy giờ em mấy cha con mình chọn được một ít đồ. Giờ vô tính tiền. Thank you.